My mother now. My mother now. Tôi chụp hình là tao kiếm mấy triệu. Thế này là thế gì? Tông lên mạng với bà mày luôn. 5 phút sau có lên Facebook. Em ngồi đi hả? Em chào đi. À, em vui chưa? Tụ quá cái thế này xong rồi đéo ra nội em đâu. Em gồng ghê lắm chứ hả? Vô, vô, vô. Em gồng ghê lắm. Em hãy cùng nhận em gồng ghê lắm.